Chín tướng thấp hèn bạn nên biết. Quý vị thân mến, ngày nay người ta thường cho rằng người nào có nhiều tiền bạc của cải là người giàu có, người không có địa vị cao sang trong xã hội chính là người thấp hèn. Thậm chí có người còn thường xuyên dùng những tiêu chuẩn này để mà đánh giá người khác. Tuy vậy, người xưa không nghĩ thế. Trong cuốn Vi Lô Dạ Thoại của tác giả Vương Vĩnh Bân đời nhà Thanh bên Trung Quốc có từng viết: không có tiền bạc không phải là nghèo, mà không có học mới là nghèo. Không có địa vị không phải là thấp hèn, mà không có liêm sỉ mới là thấp hèn. Không được sống lâu không phải là yểu mệnh, mà không để lại cho đời những việc đáng kể mới là yểu mệnh. Không có con không phải là cô độc, mà không có đức mới là cô độc. Như vậy, sự thấp hèn của một người không hề do địa vị của anh ta quy định, mà là do cái liêm sỉ. Nhưng cuộc đời bây giờ, giá trị xã hội đảo điên, hễ cứ giàu có, chức tước cao là được bao nhiêu người khom lưng cung phụng nịnh bợ. Còn người ngay thẳng chân chính nhưng lại ở tầng lớp thấp trong xã hội thì sẽ bị khinh bỉ, miệt thị. Kẻ ở tầng thứ cao, rất nhiều người đã lợi dụng quyền lực và tiền bạc để làm ra những chuyện đổi bại, trái luân thường đạo lý, nhưng vẫn được người đời kính ngưỡng, vâng dạ. Thế nhưng, người hay bất chấp liêm sỉ để tham cầu những gì trái đạo đức, hoặc làm ra những chuyện xấu xa, thì dù tướng mạo có đẹp tới mấy, cũng bị ảnh hưởng. Thay vì sự đường hoàng đạo mạo, thì sự thấp hèn sẽ dần hiển lộ ra. Hãy quan sát những điều sau đây để biết kẻ thấp hèn có những điểm gì, và tốt nhất là cần tránh kết giao, quý vị nhé. 1. Kẻ thấp hèn luôn trốn tránh trách nhiệm. Tất nhiên là chỉ với những người không có quyền thế gì hơn mình thì kẻ hèn sẽ làm như vậy. Còn ngược lại, nếu là người có thể đem lại lợi ích cho anh ta thì lại là chuyện khác. Dù hèn mọn, nhưng tính sĩ diện lại cao. Vì vậy mà kẻ này dù gây ra sai sót, nhưng cũng sẽ trơ trẽn, tảng lờ, thậm chí đổ với trách nhiệm cho người khác để chạy tội cho mình. Lời xin lỗi dù mắc sai lầm của anh ta là cả một sự xa xỉ. Người đàn ông chân chính không ngại thừa nhận sai lầm của mình. Anh ấy sẽ nói: tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Sau đó, anh ấy sẽ tìm cách khắc phục vấn đề tốt nhất trong khả năng của mình. 2. Kẻ thấp hèn hay dối trên lừa dưới. Trung thực là một từ không có trong từ điển của kẻ này, còn lời nói dối lại luôn thường trực trên môi. Kẻ này không bao giờ muốn chịu trách nhiệm về hành động của mình, nên sẽ luôn lựa thời cơ để mà dối gạt, lươn lẹo, hòng qua mặt người khác, vơ vét lợi ích về cho mình. Kẻ nói dối này cứ tưởng rằng mình sẽ luôn đắc lợi ích, nhưng thực chất sẽ chẳng có ai dám đặt lòng tin vào anh ta cả, bởi nói dối luôn đi liền với sự phản bội. 3. Kẻ thấp hèn hay bắt nạt kẻ yếu thế. Có những kẻ thể hiện quyền uy bằng cách chửi bới, nạt nộ và lăng mạ những người yếu thế hơn mình, như cấp dưới, phụ nữ, những người hiền lành xung quanh, thậm chí là ông bà, cha mẹ ở nhà. Một người trong cuộc sống mà chỉ biết hung ác với người yếu thế hơn mình, thậm chí là quát tháo với cha mẹ, thực sự là kẻ nhu nhược, không xuất chúng, bởi họ hèn nhát với người ngoài, nên chỉ biết tìm cảm giác tồn tại thông qua thái độ hung dữ, dữ dằn đối với những người yếu thế xung quanh mình. Những người mang đau khổ của mình trút lên người khác thực sự không đáng được tôn trọng một chút nào. Bởi một người có bản lĩnh thực sự thì dù có phải chịu bao nhiêu uất ức bên ngoài cũng sẽ không bao giờ trút bỏ những nỗi khổ hận đó lên gia đình và người thân của mình, bởi họ biết rằng cái mùi vị đó thật khó chịu biết bao. Thực sự chỉ có người hèn hạ mới làm như vậy. Người đàn ông đích thực không ngại một cuộc chiến, nhưng chỉ khi nào điều đó là không thể tránh khỏi mà thôi. Anh ấy không bao giờ bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh ấy cũng sẽ sẵn sàng chiến đấu với những kẻ mạnh hơn. Nếu phải đương đầu với một vấn đề thực sự nghiêm trọng, thường là anh ấy sẽ chiến thắng. Nhưng nếu không, anh ấy cũng sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai. 4. Kẻ thấp hèn, ưa nói xấu sau lưng, bàn tán chuyện người khác. Người hay đưa chuyện chẳng có ai là đàng hoàng. Sự thật mất lòng, mặc dù không phải sự thật, thì những điều xấu xí cũng khó nói trước mặt. Ném đá giấu tay, cho người nói một cảm giác an toàn, vì nó ở trong bóng tối, trong bí mật. Bí mật luôn là sự ràng buộc tuyệt vời cho một mối quan hệ và trở thành một thứ quà tinh thần nếu muốn làm thân với ai đó. Bởi vậy mới có câu, bán bạn làm quà. Tục lệ lấy câu chuyện làm quà khiến người ta luôn muốn chuẩn bị cho mình thật nhiều câu chuyện mà đa số là chuyện xấu của người khác. Và ai cũng muốn chuyện của mình thật hay, thật độc đáo. Muốn vậy, người ta không chỉ cần sống phần mình mà rảnh rỗi thì còn phải dòm ngó, nghe ngóng, thu thập chuyện lạ bốn phương. Và đôi khi cần phải sáng tạo, thêm thắt, cho thêm phần kịch tính, đậm đà. Thói vạ miệng cũng sinh ra từ đây. Nói xấu người khác cho người ta cảm giác mình tốt đẹp hơn. Người mình đứng ngoài cái xấu, đứng trên cái xấu và anh minh trước cái xấu. Thực chất, nói xấu sau lưng chỉ hành động của những kẻ yếu kém, bất lực. Người sống có mục đích, có ước mơ, sẽ không có thời gian để soi mói, xét nét người khác. Người quân tử biết phân biệt đúng sai, biết nhìn vào điểm mạnh của mọi người để so xét bản thân, học tập và tiến bộ. Kẻ tiểu nhân chỉ nhìn thấy điểm yếu, lỗi sai, bới lông tìm vết mọi đối tượng để phán xét, tự đề cao bản thân mình. 5. Kẻ thấp hèn thường sống trong ảo tưởng. Những kiểu này thường sống trong giấc mơ của mình. Họ tự nhủ rằng đó là số mệnh của họ. Dù có cố gắng tới mấy cũng chẳng tác dụng gì. Bởi vậy, họ cứ vất vưởng chờ ngày nằm xuống mà không chịu làm ăn gì. Mặc dù có lúc họ cũng đã từng nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng họ lại không dám đối diện với hiện thực. Họ sợ khổ, sợ mệt, chỉ muốn ăn, không muốn làm. Dù vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, nhưng vẫn chỉ là kẻ ăn bám. Đây là kiểu người lúc nào cũng mơ tưởng, không làm mà hưởng. Họ thường có những suy nghĩ ảo tưởng không thiết thực như sầu lên chỉ sau một đêm, hoặc chúng độc đắc, không dám đối diện với thực tế cuộc sống, không dám sống thật một lần. Lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ về những giấc mơ cung trăng không bao giờ trở thành hiện thực. 6. Kẻ thấp hèn hay phàn nàn kêu ca. Người hèn nhát thiếu bản lĩnh thường có thói quen than trời trách đất. Họ ưa bới lông tìm vết, so đo thiệt hơn với cả những người thân nhất của mình. Có thể ngoài xã hội, họ có thể không dám bộc lộ sự bất mãn, nhưng khi về nhà, họ luôn xét nét từng chuyện vặt, phàn nàn không ngớt, bất kể ai làm sai hay làm đúng hay là quấy rối họ. 7. Kẻ thấp hèn, rất giỏi xu nịnh. Điều này có lẽ ở chốn công sở nào cũng nhìn thấy được những kẻ này. Làm thì ít mà xun xoe, nịnh bợ cấp trên thì nhiều. Bởi thế nên, nhiều khi gặp phải người sếp không sáng suốt, thì những kẻ tham ăn lười làm như thế này lại hay được trọng dụng. 8. Kẻ nói chuyện ba phải, nước đôi. Những lời ba phải không có giá trị nhường nào, thì người có thói quen nói ra những lời ấy cũng không phải đối tượng thích hợp để chúng ta đặt trọn niềm tin. Những kẻ này thường có thói quen là không đưa ra bất cứ kết luận chắc chắn và chính xác nào trong mọi trường hợp. Đến cuối cùng, cho dù kết quả ra sao, họ vẫn có thể hùng hồn ngụy biện cho chính mình. Đứng trước những sự lựa chọn hoặc thời điểm cần phải quyết đoán, họ chỉ lập lờ nước đôi để tránh phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có sai lầm bất ngờ xảy ra. Hành động này chứng tỏ họ luôn đặt địa vị an toàn của bản thân lên trên hết.
không đáng để tin tưởng, không phải là người có thể cùng chung hoạn nạn hay có khổ cùng chịu. 9. Những người lõi đời khéo đưa đẩy. Trong đời sống hiện thực, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những người lõi đời khéo đưa đẩy trong từng câu nói, thường thuận lợi, xuôi gió xuôi nước trong mọi chuyện của đời sống. Bọn họ không chỉ hiểu đạo lý đối nhân xử thế với những người xung quanh, mà còn vẽ ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, xây dựng thiện cảm trong mắt người đời. Sự lõi đời của họ thể hiện trong cách đưa đẩy khéo léo, khiến người xung quanh có cảm giác lập trường của họ rất khách quan, công bằng, chứ không phải ba phải hay lập lờ nước đôi như kiểu người thứ ba. Có như vậy, họ vừa bảo vệ lợi ích của bản thân, lại vừa không đắc tội với bất cứ người nào. Khi quan hệ với kiểu người này, mọi người xung quanh có thể lầm tưởng rằng họ rất thân thiện, hòa đồng, nhưng thực chất bản tính bên trong lại cực kỳ xa cách, chỉ luôn nghĩ tới lợi ích của bản thân. Lúc xảy ra sự cố thì bản chất của họ mới bắt đầu bộc lộ. Chúng ta đang sống giữa một thời đại tấp nập, nhịp sống hối hả. Con người phải đối mặt với đủ mọi áp lực, cơm áo, gạo tiền, nhà cửa, kết hôn, sinh con, cạnh tranh, đối nhân xử thế. Tất cả đều đang thúc giục khiến chúng ta trở nên lo lắng, sốt ruột, muốn nhanh chóng thành công. Vì vậy, càng là những lúc như này, càng phải có một cái đầu tỉnh táo, tránh xa mọi cám dỗ. Là một kẻ thấp hèn thật dễ, là người chính trực quân tử mới khó. Thế nhưng cha ông ta cũng từng dạy, giấy sách phải giữ lấy lề, cái gì khó mới đáng giá để chúng ta phấn đấu theo đuổi. Còn làm kẻ thấp hèn, chỉ được lợi một lúc nào đó, rồi tới khi phải trả giá, thì có vận dụng hết chính kỹ năng thấp hèn, cũng không tránh khỏi nhân quả. Xuân gieo, hạ nảy mầm, thu thu hoạch, đông cất giữ. Đây là một quá trình hoàn chỉnh. Càng là những thứ tốt, càng cần tới một quá trình chăm sóc và chờ đợi thật kỹ lưỡng. Bất kể là muốn dùng cách gì để hóa giải quá trình này. Ban đầu trông thì có vẻ là sẽ nhanh hơn một chút, nhưng tới cuối cùng lại chỉ là dục tốc bất đạt. Cần phải biết hậu đức thì mới tài vận. Rất nhiều người trông thì có vẻ rất hoành tráng, nhưng thực ra tới cuối cùng cũng chỉ là một phút le lói mà thôi.